Rồi, video này chào mấy bác nha. Em giới thiệu mấy bác một sản phẩm siêu hot. Đó, là chỉ có bên em, gần như là bên em độc quyền có thôi. Thì đây là một con TD33. Đó. Và đặc biệt con này gần như là mới phải đến 99%. Đấy. Ngoại trừ nó bị phơi nắng thôi. Đó. Mấy bác coi này. Thấy không? Thấy dây dịch chưa? Nó mới tinh nha. Dây còn trắng tinh luôn. Và đặc biệt, mày có coi máy này. Nó mới một cách mà mới cáo cạnh luôn. Để mày yên tâm. Đấy, TD33. Và đặc biệt máy bên em dọn là kệ thôi. Mấy bác coi chế xăng này. Nó còn chưa mềm đâu. Nhưng cái đó chỉ cần xịt qua đây là sạch. Từ những cái mà nhỏ nhất của nó cũng rất là đẹp. Đấy. Và con này về thì nó không có chân trống. Nên là em đã kiếm cho nó được một cái chân trống của một cái máy khác. Trống nó qua. Nói trước để khỏi mất lòng. Những cái tem này còn luôn. Cần này. Bác coi này. Lỗ dây đeo này. Đấy. Nguyên đai nguyên kiện. Gần như mới cáo cạnh nữa. Rồi không nói gì nhiều, để em test máy này lên. Rồi được thì bác nào ủng hộ thì ủng hộ. Con này bên em bán giá vừa phải thôi. 1,7 triệu nha. Bao ship mấy bác tận nhà. Và đặc biệt máy con này rất là bốc. 1,7 triệu bao ship tận nhà. Nó êm ru luôn đấy. Cam đoan luôn. Nó êm ru vào rồi. Nó nóng bịt cả tắt luôn. Đây. Các bác xem máy dã man rồi. Đây là một con TD33 nguyên đai nguyên kiện nha. Đây đây. Tâm to bố lớn. Rồi em không nói gì nhiều. Con này bên em bán giá 1,7 triệu bao ship tận nhà. Đó, tâm to bố lớn. Và lửa con này rất là đơn giản nha. Mấy bác chỉ cần ưng chế lên lửa 260 bao bền. Em dám bảo hành cho mấy bác. Nếu như mấy bác lên lửa 260 thì nó phải 3 năm không bao giờ hư về phần lửa. Rồi ok mấy bác nha.